đó. Lúc mà thằng con trai đây nó về bên ngoại nó hạo tôi dâu dưới này nhà cửa ruộng vườn cho ổng, tôi bồng hai đứa nhỏ đi lên trên đó thì trắng bánh tráng nuôi cái thằng đó ăn học, còn ông ở dưới này thì cũng lâu lâu mới về chứ cũng không có thư từ gì hết trơn á. Cũng không biết là ở dưới nhà mình chồng mình có mạnh giỏi không, nhưng mà vì cái cơm áo gạo tiền mà nó quen nét tình cảm của vợ chồng. Ông ở dưới miền núi mà không có tiền mua mắm, nó thiệt với cô vậy đó. Tôi đi lên trên núi tôi buôn bán thì tôi mua tôi phải gỡ ngược về dưới xuôi. Tôi lo cơm áo gạo tiền cũng quên đi tình cảm vợ chồng luôn, chỉ lo làm sao mà có tiền gửi về mua đó, mắm mua muối cho con được không? Cho con ăn. Chú có nhớ cô trong những ngày xa như thế không? Có nhớ chứ. Đêm tôi đưa cái đứa nhỏ ở dưới này á, tôi đưa mà tôi nhớ bà tôi khóc. Ông này nè, ông nhớ vợ nha, là đặc biệt là ông ôm ấp vợ ông ngủ. Trời ơi. Đó. Vậy đó. Hay quá nha. Ông ôm cái áo tôi ông ngủ mà tôi con tôi nó kêu tối nào ba cũng ôm cái áo của mẹ ba ngủ. Thương quá vậy chứ mà. Xin được chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng WeWell Yongchi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Có thể nói cuộc sống luôn luôn bộn bề những lo toan phức tạp và đâu đó vẫn có những cái mối tình dang dở. Chuyện Tình Trăm Năm chúng đưa ra nhằm đem đến những cái hạnh phúc để được lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Mong rằng chúng ta sẽ soi mình lại với những cái câu chuyện tình trăm năm để chúng ta làm sao có những cái mối tình hạnh phúc như họ, và đó là một trong những cái đích đến mà tất cả mọi người đều hướng tới. Và ngày hôm nay Ngọc Lan và Quỳnh Linh tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp đôi, đó chính là ông Bùi Công Đông 80 tuổi và bà Nguyễn Thị Trinh 75 tuổi. Họ đã kết hôn 52 năm. Rất vui được chào đón cô chú đến với Tình Trăm Năm. Xin mời chú có thể giới thiệu sơ về mình ạ. Thưa em chị Quỳnh Linh, thưa cô Ngọc Lan, tôi là Bùi Công Đông, sinh ngày 18 tháng 8 năm 41, quê Quảng Ngãi, vô Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai là năm 97 tới nay. Mời cô ạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Trinh, tôi cũng sinh ở Quảng Ngãi luôn. Tức là cô chú gặp nhau lần đầu tiên ở Quảng Ngãi hả? Chú còn nhớ cái ngày xưa ấy, cách đây hơn 50 năm mà chú đã gặp cô như thế nào không ạ? Lúc đó tôi còn thanh niên, 24, 25 gì đó. Tôi ở trong Châu, còn bà ở huyện miền núi. Tức là ở Trà Bồng. Đó bà đương giặt đồ dưới sông á. Dưới sông Trà Bồng á? Dưới sông Trà Bồng á thì có một con đĩa đó, không biết nó cố tình nên vô ý, không biết nó tới nó cắn bà. Vốn bà sợ đĩa. Tôi đi ngang qua bà thấy là bà quắt tôi lại. Anh ơi, bà chụp tôi. Bắt chụp con đĩa. Thì lần đầu tiên tôi cũng bỡ ngỡ. Tôi không biết rờ bà rồi có được không, lấy dầu rồi tôi xoa cho bà, thay bà khác tôi cũng lấy khăn mua xoa ra tôi cũng lau nước mắt cho bà. Thì thấy đĩa sợ quá thì trông cho có người mà để mà giúp mình thôi. 18-19 tuổi rồi mình nó cũng còn chưa có biết yêu gì cho đậm đà lắm, không biết. Từ đó tôi dẫn bà về nhà, kẻ nhà bà ngỡ ủa thôi con gái mình bữa nay có ông nào lạ lạ mà là... Tôi nói xin lỗi là tôi đi đường thôi, nhưng mà thấy ủa thăm nhà tôi dẫn về rồi gia đình mà vô uống nước rồi trò chuyện. Chuyện tình bắt đầu từ chuyện con đĩa. Tì cũng được. Chuyện tình con đĩa. Nếu không có con đĩa ra chưa chắc cô chưa gặp chắc, chú á. Chưa chắc. Con nghĩ là hôm nay cô chú nên cảm ơn con đĩa nghe ấy. Ủa nhưng mà chú ơi, khi mình bắt đĩa là một chuyện vô tình thôi, nhưng mà sau đó thì làm sao là để cái tình cảm của cô xuất phát từ tình yêu đó chú? Khoảng 2-3 hôm gì đấy thì tôi trở lại lần thứ hai. Thăm cô vết thương con đĩa nó cắn còn không? Là... ý hỏi thăm từ cái vết thương đó nó còn hay không? Chưa. Là lúc đó là chỉ là mình quan tâm về vết thương thôi. Quan tâm vết thương thôi chứ chưa? Thấy chưa? Trong tâm tư cô nó cũng có cái ý sao xuyến cái sao cái gì đó, sao là ông lại là đến đây? Lúc đó cô không nghĩ người ta quay lại, người ta đòi tiền thuốc rồi tiền cứu. Cô không nghĩ vậy mà cô nghĩ là chắc ông tới ông làm quen. Con cứ nghĩ tình yêu trong tiền bạc không à? Người ta quay lại rồi nói tiền bạc gì nữa ha? Cô nghĩ nhiều khi quay lại đòi công sao? Tôi cũng nói thôi bây giờ em sang lại anh coi cái vết thương đó nên còn rỉ máu không, dở cái chân bên đây. Rồi tôi cũng xoa để xoa tiếp nữa xoa, cho nó em dịu bớt. Nằm quá. Ở đâu chú? Nằm chỗ đây. Nằm đây hả? Phải nằm cao hơn chút nữa là mệt.
Nhà chú cách nhà cô xa không? Khoảng 70 cây số. Ủa nhưng 70 cây số mà lúc đó chú đi xa vậy? Chú đi chơi xa. Chú đi chơi xa vậy? Khoảng 10 ngày tôi vô rồi cũng gặp ông già. Ông làm thầy thuốc bác nè. Ông nhớ là cậu này bắt đĩa cho con mình mời uống nước rồi này nọ. Rồi sau ông kêu tôi có mấy dây mướp dây bầu leo trên giàn mà tre tôi có mà không có người chặt thì tôi lại xung phong luôn. Dạ cháu biết chặt. Đáng lẽ ra chặt bụi tre mình ưng chặt ngoài vô cho nó nhanh. Ông không chịu, ông kêu chặt mấy cây trong giữa. Gọi là thử thách mình đó mà. Tôi mới sực nhớ hồi hôm giờ tôi ông kêu nhất chặt tre như vậy da gái. Gai gốc rồi tùm lum mà tôi cố tình tôi rong phát cho bằng được. Là chú làm với tâm thế là có cái ý đồ. Có ý đồ. Là, lúc đó là đã có ý đồ có rồi ý hả? Đồ. Ông già cũng có ý đồ. Tôi chặt tre khó luôn không? Khó lắm. Chặt mà cái bụi tre nó vất vả rồi kia nó đổ máu luôn á. Đúng rồi. Ở dưới quê ta có câu này ha. Nhất chặt tre như vậy cái. Thương em anh chặt bụi tre làng, công càng vất vả anh càng thương em. Thật ra cái vụ chặt và cái lưỡi tre làng nó khó lắm rồi con ơi. Như vậy là con biết rồi, chú đi chiến lược là cua người lớn trước. Đúng, đúng. Xong mới tới là con gái. Ông và vợ tôi được bản chất ông là nho giáo khó tính. Dạ. Có nhiều anh cũng tới trò chuyện mà ông không ưng là ông đứng dậy ông bỏ đi. Ừ. Nhưng mà riêng tôi không biết trời phú cho tôi cách sao mà tôi ăn nói mà ông lại ghiền cái tính tôi. Thế tôi đi ngang qua là ông cứ kêu vô cậu vô ngồi chơi rồi này nọ. Dạ. Mình biết là ông đã thầm thương mình rồi đấy. Thầm thương mình rồi đấy. Cho nên từ đó là tôi bắt nguồn tôi thường xuyên tới lui hơn trước. Ông khôn lắm, ông tới ông cứ nói chuyện với ông ba tôi à. Ừ. Rồi ông giả đò đi chế nước thì cứ lứt ló kiếm thì có không. Nhưng mà mình trống mà. Tới cái kỳ mà tôi mở tiệm mai, ông đi làm thì ông đi ngang qua ngang lại nhà tôi á. Ông nhìn vô mình nhìn ra thấy mặt nhau rồi cười vậy thôi. Chứ không có nói vậy chứ. Bao lâu là chú ngỏ lời yêu cô? Ông hỏi ông này cái đã, nhà cậu ở đâu? Cậu đã có hứa hôn với ai chưa? Cậu đã có vợ chưa? Nếu mà cậu chưa có vợ mà cậu hứa hôn với ai là cũng không được. Mà lúc đó tôi nghe chứ còn ông không có thấy tôi, ông xã tôi không có thấy tôi. Yeah. Ông nói là có quen với một cô cho chiến tranh đó thôi rồi. Có vợ thì ông chưa có vợ. Khi nào cũng mời chú xuống chơi. Cũng 4-5 tháng vậy đó rồi ông mới mời ông ba tôi xuống. Ông và vợ tôi là thầy thuốc bác. Ông và tôi thì làm nông nhưng mà cũng môn đang hộ đối đó. Xuống nhà coi thứ là tôi lên tôi nói vậy mà có thật là có vợ hay chưa. Dạ. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tới lui vậy có bao giờ chú mạnh dạn chú nói là anh thương em, anh yêu em này kia không? Có lâu có. Rồi ông mới nói. Cả 2-3 tháng vậy. Lúc đó là tôi ngồi mai á. Ông gái vô ông chơi bạn gì hết sọc ngỏng ngồi lì. Dạ. Ông nói là làm bạn với anh ngang. Cô cũng không biết vậy. Cô làm thinh, cô cười cười. Ông nói với cùng mình ông lâu cái. Ông nói ủa chứ em nói gì đi chứ. Mình có biết nói cái gì. Qua tôi là ông khó tính à. Chú cháu nói chuyện tới 9 giờ cái là okay, 9 giờ là 9 giờ tối đó. Cậu đi về gia đình tôi về ngủ rồi. Có bao giờ chú lén lén chú hùng cô không? Hả? Nắm tay thì có chứ hùng không có. Không có luôn hả chú hả? Ông già ông khó tính. Ông cho nói chuyện nhưng mà ông ngồi gần bên đó. Nó khó, khó ở chỗ đó. Tôi giám sát nè. Chân ông đá phèo vậy thì có. Thay vì nắm tay thì giờ nắm chân. Ôi chú cha mà có bữa trước phim tôi nói ổng sửa soạn đồ cũng bánh bao lắm. Ông vô ông trình ba mẹ tôi, ông xin. Anh rồi. Phép đàng hoàng. Ở phim mới xin phép ba mẹ còn vợ. Đúng rồi. À, nhân tình, em đi coi phim nha, rồi xong rồi đó. Anh đang chợ dưới, thay đồ lẹ. Đang chợ dưới thay đồ lẹ không? Hết phim rồi, ông dẫn gì ông trả. Trả cũng dâu cà đàng hoàng rồi mới. Ba thấy cái thằng này nó đàng hoàng vậy đó. Tao làm xui với ông chàng đó được cái mày. Ông nói với cô vậy à, ông chịu. Nhưng mà còn thắc mắc cái chỗ bữa mà dẫn đi quay coi phim đó. Coi phim gì chú nhớ không? Coi phim à. Có phim coi gì? Không? Có coi chứ. Chú hỏi chị quá. Từ lúc chú bắt con đĩa cho tới ngày đám cưới là bao lâu? Cả năm lận mà. Tức là cả năm. Sao? Cả năm. Rồi đám cưới mình tổ chức ở hai bên luôn hả cô chú hả? Còn không có rước dâu. Cái cuộc tình đám cưới của tôi là nó có đặc biệt cái là cũng có cái buồn. Trước khi mà làm lễ đó thì thằng em tôi là cởi xe đạp cho nhà tôi té xuống cái cầu mà chỗ tôi giặt đồ đó. Bể cái trán hết vậy. Thì hồi đó là đường đi thì lên thông thương giao thông thì nó đứt. Chỉ có đi bằng máy bay thôi. Hẳn chú Minh đó đi lên máy bay. Nhờ bà con tiếp đãi ăn uống đồ tao chứ còn gia đình tôi là gia đình là không ba mẹ tôi là không có dự. Năm cưới xong là về quê tôi mộ Đức á, mãi đến năm 75 mới làm nông. Vợ tôi thì ốm yếu rồi làm nông thì không nổi, tôi thì cũng
không có va chạm vấn đề mà làm nông cho nhiều. Dạ. Cho nên tôi thấy là mình làm không có bằng họ. Dạ. Con thì nó đông, sống cuộc sống nó khổ sở. Năm người con là khó lắm á. Có những gia đình ăn bao bao. Còn gia đình tôi thì ăn đậu mì với là khoai lang đấy, chứ không phải là ăn cơm không như bây giờ đâu. Đúng rồi, những năm đó rất là khó khăn. Khó khăn lắm. Vậy thì có cái khoảng thời gian nào vì đi làm, vì đi kiếm tiền mà cô chú phải sống xa nhau không? Có đó, cái đó có đó. Lúc mà thằng con trai ở đây nó về bên ngoại, nó hảo cô dâu dưới này nhà rửa ruộng vườn cho ông. Tôi bồng hai đứa nhỏ đi lên trên đó thì trắng bên trắng nuôi cái thằng đó ăn học, còn ông ở dưới này thì cũng lâu lâu mới về chứ cũng không có thư từ gì hết trơn á. Cũng không biết là ở dưới nhà mình chồng mình có mạnh giỏi không, nhưng mà vì cái cơm áo gạo tiền mà nó quen nét tình cảm của vợ chồng. Ông ở dưới miền núi mà không có tiền mua mắm, nó thiệt với cô vậy đó. Tôi đi lên trên núi tôi buôn bán thì tôi mua, tôi phải gỡ ngược về dưới xuôi. Yeah. Tức là lo cơm áo gạo tiền cũng quên đi tình cảm vợ chồng luôn, chỉ lo làm sao mà có tiền gửi về mua mắm mua muối cho con được không? Chú có nhớ cô trong những ngày xa như thế không? Có nhớ chứ. Đêm tôi đưa cái đứa nhỏ ở dưới này á, tôi đưa mà tôi nhớ bà tôi khóc. Ông này nè, ông nhớ vợ nha, là đặc biệt là ông ôm ấu vợ ông ngủ. Trời ơi. Đó. Vậy đó. Hay quá nha. Ông ôm cái áo tôi ông ngủ mà tôi con tôi nó kêu tối nào ba cũng ôm cái áo của mẹ ba ngủ. Thương quá vậy chứ mà làm sao mà bỏ chồng cho được. Cho nên là cái từ chỗ đó vợ chồng tôi gắn bó thương nhau bây giờ, biết tới bây giờ. Ngày xưa họ yêu nhau như thế, họ không có quen nhau, họ không có nắm tay nắm chân, chẳng có một nụ hôn nào cả. Nhưng mà đi xa là nhớ, mà nhớ là ôm áo ngủ. Từ bao lâu thì cô chú mới hết cái cảnh gọi là... Bắt đầu vô trong này. Yeah. Năm 97. 97 là vợ chồng mới dìu dắt vô này là do có ông em trai tôi cũng làm giám đốc cái nhà, phó giám đốc nhà mấy đường Trị An đây nè. Yeah. Ông mới nói anh chị khổ quá đi, thôi bây giờ anh chị bán hết nhà cửa đi vô đây gia đình có thể làm ăn được. Bắt đầu vợ chồng tôi mới thay đổi từ đó, bán tiệm cơm với nước với cà phê rồi đó. Yeah. Còn ổng thì đi bằng Honda, ổng đi chợ ổng lấy hàng. Thì có lúc nào mà cô chú tranh cãi với nhau hay là giận hờn với nhau do tất bật mưu sinh, do căng thẳng gia đình không ạ? Có chứ. Có, không làm vợ chồng nào mà tránh khỏi chuyện đó. Tính tôi thì biệt tài là ấy, biết bà giận rồi mình kiếm hài để mình nói ra cho bà cười là rồi xí xóa. Mỗi lần người phụ nữ giận thì đàn ông phải biết kiếm chuyện hài nào đó làm cho phụ nữ cười đó. Vậy chắc con phải đi kiếm diễn viên hài quá. chưa chắc. Rồi bây giờ tôi thì tôi đau nhiều hơn, tôi mạnh. Dạ. Ông cũng săn sóc. Đến giờ này bà bệnh quận chợ quán cũng tôi luôn, rồi nhà cửa giặt giũ cũng tôi luôn. Vậy thì làm sao có thể một người phụ nữ không yêu người đàn ông nha? Ông có lý do gì mà không yêu hết? Chăm sóc vợ từng ly từng tí, đi chợ giặt giũ quần áo, ngủ mà nhớ vợ, ôm áo vợ ngủ. Trời ơi, làm sao mà tìm ra được cái người đàn ông như vậy nữa chú? Khao khát. Người vừa nói là ôi đàn ông ở nhà giặt giũ quần áo, đàn ông làm gì đi chợ, đàn ông phải làm chuyện lớn, phải kinh doanh, phải ABCD này đó. Nhưng thật sự họ không nghĩ rằng đây mới là những cái chuyện lớn. Chú nói thiệt với con, chú cũng tự tin là chú đi chợ hàng ngày. Không, chú vẫn giặt giũ, chú vẫn đi chợ, chú vẫn làm nếu chú có thời gian. Mình chẳng có gì phải xấu hổ cả, bởi vì mình làm chuyện gia đình. Có nhiều người nhìn vô người ta chê trách, nó nói trời đàn ông làm ba cái việc tào lao, nhưng mình hạnh phúc. Dạ. Và gia đình mình hạnh phúc là mình vui rồi. Bây giờ chú làm thêm việc nữa nè. Giờ mà chú đi tỉnh á, chú đem bộ đồ của chị Thảo theo. Ôm ngủ. Cái đó tôi chưa làm được. Rồi để con cài người con chụp hình con gửi chị Thảo. Trời, chị Thảo hạnh phúc lắm luôn á. Cái đó chú chưa làm được. Bởi vì mỗi người có một cách yêu thương khác nhau. Ôi nhưng mà cũng thích cái này quá à. Có thể không ôm cái áo nhưng ta ôm cái nó đang ngủ. Cái đức tính của cái gì mà của cô mà chú yêu thương nhất? Sống trong gia đình gia giáo. Dạ. Quả cũng vẫn là tôn kính ông bà già, tôi ăn nói cô bà có cảm tình. Cô là công dung ngôn hạnh là đầy đủ hay chú ha? Được cái đó. Ở chú có cái điều gì mà khiến cho cô yêu mãi cho đến bây giờ? Có sao nói vậy, ông cũng nóng tính dữ lắm, ông cũng cãi la dữ lắm. Nhưng mà xong rồi cái là ông làm quà. Có nhiều khi không thèm ăn cơm hai ba bữa. Bằng đầu thì ông không nói tới, sau cái ông yêu kêu mẹ mày ra ăn cơm.
tôi cũng ra, tôi kêu cha con ăn làm gì làm đi. Sau cái rồi ông kiếm cái chuyện ông nói, ông kiếm cái chuyện trò cười ở đâu ông kể ra, cái rồi tắt cười chứ mà cũng dặn rồi tao con lo cái lo chồng vậy, cái rồi hết vậy đó. 50 mấy năm kết hôn với nhau, cô chú luôn luôn đem đến tất cả mọi cái cảm xúc trong tình yêu từ những cái việc rất là nhỏ nhất. Bây giờ thì mình có bao giờ mình tổ chức một cái cuộc hấp hôn nào chưa cô chú? Có rồi, tôi làm 50 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. 50 năm là đám cưới vàng. À, đúng rồi, đám cưới vàng. Là tôi chụp cái đó hình to vậy nè, tôi treo nhà. Bây giờ có bao giờ chú vẫn nắm tay cô rồi hôn nhẹ lên má cô? Có nè. Có luôn hả? Chú ơi, bây giờ mà cô đi xa là chú vẫn ôm đồ cô chú ngủ hả? Bây giờ thì không biết có không chứ. Quan trọng là con ngưỡng mộ cái tình cảm mà của chú dành cho cô. Và con nghĩ là với những cái hành động yêu thương đó thì ngày hôm nay cô đã có một cái lá thư để cô gửi cho chú. Dù là thư cô gửi cho chú nhưng con xin được phép để con đọc, lan tỏa cái niềm hạnh phúc này cho tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Anh Đông thương mến, hôm nay em mượn bút thay lời viết lên vài dòng yêu thương để gửi đến anh. Thật ra em rất thẹn thùng và bỡ ngỡ ngày đầu em và anh quen nhau ở tuổi 19 đôi mươi, vả lại là một cô gái nhà quê chất phác, sống trong một gia đình lễ giáo, nên chuyện tâm sự về tình yêu em rất vụng về, ăn nói không lưu loát bằng những cô gái khác. Anh thông cảm cho em, đây là mối tình đầu tiên của em. Mối tình đầu. Không hiểu sao lần đầu trò chuyện với anh, qua những lời anh tâm sự chân thành, lòng em cảm thấy yêu mến anh rất nhiều. Từ đó chúng ta có cơ hội gần nhau hơn, tình yêu đậm đà hơn. Năm 20 tuổi về làm dâu xứ lạ, mọi cảnh vật đều thay đổi trong tầm mắt của em. Năm 1969 chúng ta cưới nhau và sinh con đầu lòng. Từ đây cảm nhận được thiên chức làm mẹ và tròn bổn phận một người vợ. Rồi 4 đứa con nữa sanh ra đời. Hoàn cảnh gia đình khốn đốn cực khổ, vợ chồng bươn chải mọi việc để kiếm tiền nuôi con và lo cho chúng nó được ăn, được học. Hiện nay cuộc sống thì tạm ổn, con cái đều thành đạt và lập gia đình, có 3 cháu nội, 3 cháu ngoại. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho anh với em vẫn khỏe mạnh, hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Cảm ơn anh đã chăm sóc, đã lo lắng cho em vì sức khỏe của em yếu. Cảm ơn đã luôn tấu hài để em cười quên đau bệnh. Thương anh, em Trinh. Khi mà đọc lá thơ của cô rồi thì chú cảm giác thế nào cô chú? Thế là rất là xúc động và rất là thương. Dạ. Thấy ông ấy mình cũng lo cho vợ cho con. Cô rất là thương. Thương tới bây giờ mà cô nghĩ hai vợ chồng về mà mai mốt lỡ mà ông chết trước, cô ở với ai vậy trời? Ở với con cũng không bằng ở với chồng, nói thiệt với con vậy. À, có thể đó là những cái cảm xúc mà ai cũng cảm nhận được từ cái tình những tình cảm mà chú đã dành cho cô suốt trong 50 mấy năm vừa qua, và ngược lại như thế. Để xem con cháu sẽ dành tình cảm cho cô chú thế nào nhé. Mời chú hướng về màn hình. Cách đây khoảng hơn 10 năm đó là bà bị đau xương khớp á, cho nên là bà ít có làm được việc ở nhà lắm, cho nên là ông hay đi thế. Mà coi như là hơn 20 năm nay là từ hồi về làm dâu này là thấy ông đi chợ cho bà không ạ. Rất là ham và rất là tình cảm. Từ lúc mình về làm dâu thấy ham bà toàn xưng nhau bằng anh với em không ạ. Không bao giờ kêu bằng ông đâu, thấy bà lúc nào gọi là anh ơi. Còn ông thì kêu là em ơi. Từ đó thì hai vợ chồng mình cũng bắt chước ông bà. Từ nhỏ đến lớn đó, con ở với ba mẹ con đó là con chỉ có đi học, sau đó là con đi làm, cho nên là không biết nấu ăn. Mà từ ngày con về với ba mẹ là được ba mẹ hướng dẫn chỉ bảo rất là nhiều, cho nên là bây giờ con nấu ăn là ok. Cho nên là thấy cái chương trình đây là con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Rồi lúc nhỏ con, trong cái đầu con nó có một cái tư tưởng tại sao mà ba mẹ khắt khe với mình dữ vậy, liệu mình là có phải là con ruột của ba mẹ hay không. Có gia đình rồi con mới hiểu, con rất lấy làm hãnh diện với ba, với gia đình mình, là coi như trong xóm coi như ba mẹ dạy tụi con là nên người. Cảm ơn ba mẹ đã sinh tụi con ra, nuôi dạy tụi con nên người. Con lúc nào cũng yêu thương ba mẹ, lúc nào cũng nghĩ về ba mẹ, nhưng mà vì hoàn cảnh đó, cho nên là phải cơm áo gạo tiền nên con phải xa nhà. Lâu lâu con cũng ghé về thăm ba mẹ rồi, cho nên là mong ba mẹ đừng có
có buồn là sao mà nó không gì thăm tôi rồi vậy, nhưng mà thật sự thì trong lòng của con ở xa như vậy nhưng lúc nào cũng nghĩ về ba mẹ. Lúc đi học á thì con cũng vì ham chơi ham nghề quá nên là cũng không nghe lời ba mẹ mà con nghỉ học giữa chừng, cho nên là bắt buộc đi học lại. Mình rất có lỗi với ba mẹ, con gửi cái lời gọi là xin lỗi ba mẹ. Ngày xưa trong lúc khó khăn, gia đình khó khăn, có giai đoạn mà ba mẹ vẫn hy sinh để cho con học cấp 3. Thời gian đó là cái thời gian mà gia đình mình khó khăn nhất, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng hy sinh, vẫn cho con ăn học, không bắt con phải nghỉ học sớm. Hy sinh cao cả của ba mẹ con không bao giờ đền đáp nổi. Con chỉ có ước nguyện là ba mẹ còn sống ngày nào thì anh em con sẽ cố gắng cho ba mẹ được vui vẻ. Con xin chào ba mẹ. Bonjour parents, chào ba, chào mẹ. Bữa nay thì tụi con được biết là ba mẹ có tham gia chương trình Tình Trăm Năm mà tụi con ở xa nên không có về được, thành ra là hai đứa con cũng muốn gửi đến ba mẹ đôi lời. Tính con thì hay lý sự, con hay cãi cho nên là cứ bị ăn đòn hoài, nhưng mà mỗi lần như vậy đó là coi như tối con vô buồn con ngủ rồi cái mẹ xoa dầu rồi mẹ vuốt ve âu yếm. Con nghĩ là chắc mẹ nghĩ con ngủ rồi nhưng mà mẹ chỉ nói một mình thôi, mẹ nói là con đừng có lì như vậy, lì như vậy thì mẹ đánh con, mẹ cũng đau lòng lắm. Và mỗi lần như vậy đó là mẹ đã làm cho cái con nghe hết, và mẹ đã làm cho cái kế hoạch bỏ nhà ra đi của con nó bị phá sản. Và đặc biệt đó thì con cũng rất là mang ơn mẹ đã dành nhiều cái sự hy sinh cho chồng con, cho anh em tụi con, cũng như là đặc biệt là con. Tại vì khi mà con vào đại học thì nhà mình rơi vào một cái giai đoạn khó khăn nữa. Đáng lý ra là con không có được đi học đại học, nhưng mà mẹ đã quyết tâm đi làm xa, bươn chải ra xa để mà lo lắng cho con. Con rất là biết ơn mẹ, và cũng đặc biệt là con cũng biết ơn ba mẹ đã cho con một cái cơ hội được làm con của ba mẹ trong cuộc đời này. Con lại ở xa cho nên mỗi lần ba mẹ có đau bệnh gì con cũng không có chăm sóc được. Con cảm thấy rất là áy náy, con cũng xin lỗi ba mẹ. Và bây giờ thì bạn Lo Lo nhà con, ảnh cũng sẽ có đôi lời để mà gửi đến ba mẹ. Ảnh cảm ơn ba mẹ đã đón nhận ảnh và thương yêu ảnh như là đứa con trai ruột của gia đình. Rồi bây giờ mình đi walk over. Con xin chào tạm biệt ba mẹ. Chào ba, chào mẹ. Chú như nghe xong con cháu mình nói thế thì trong lòng chú thế nào? Thương và cảm động. Dạ. Trong biết bao nhiêu cái gian khó, biết bao nhiêu những điều mình đã vượt qua, bây giờ cái thành quả đã gặt được, cảm giác mình hạnh phúc không cô? Có chứ. Bây giờ thì kể đúng tuổi nó đang xế chiều rồi, già rồi, gần đất xa trời rồi, chỉ cái mong ước tôi có chết đi con tôi nó sống lại, nó làm ăn cho có chén cơm hạnh phúc với bà con dòng họ. Còn tôi cầu mong ổng thì là tôi có chết đi rồi ít tháng ổng cũng chết luôn với tôi, chứ ổng đừng có sống lại cho khổ. Đừng có nói vụ đó nữa, cô chú còn rất là khỏe, bây giờ y học phát triển, khoa học phát triển rồi, lạc quan cô chú nha. Các cháu nội ngoại, dạ, nó có nên gia nên thắt là có âu ước hoài bão nhất. Lo hết cho các con rồi bây giờ lo tới các cháu. Hôm nay thì con nghĩ rằng ngày rất là vui của chú ạ. Chúng ta nhắc lại những ký ức, những kỷ niệm ngày xưa. Có những ký ức cho rằng nó cũng vất vả, khó khăn. Nhưng đó là những ký ức đẹp. Đó chính là những cái điều mà con cháu sau này nó sẽ rất là nhớ. Ông bà ngày xưa đã làm như thế để lo cho con cháu. Chú có thể nói với cô một điều gì đó trong ngày hôm nay? Dạ, trong chúng mình đã lớn tuổi rồi thì sống được ngày nào mừng ngày đó, và tôi sẽ đảm đang mọi công việc trong gia đình trong khi con đi làm ăn xa.